Sau 2 năm phát hiện mắc bệnh, chưa kịp tham gia đêm nhạc kỷ niệm của các nghệ sĩ, nhạc sĩ Tô Thanh Tùng đã ra đi vào sáng ngày 19 tháng 7. Sáng ngày 19 tháng 7, nhạc sĩ của những bản nhạc bolero ngọt ngào Tô Thanh Tùng qua đời tại bệnh viện Sa Đéc sau 2 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt, hưởng thọ 73 tuổi. Lễ viếng và đưa tang nhạc sĩ Giả Từ tổ chức vào ngày 20 tháng 7, di thể nhạc sĩ gạo cội sẽ được an táng tại quê nhà Đồng Tháp. Theo đúng di nguyện lúc sinh thời, Đồng Tháp cũng là nơi ông sáng tác bài hát Để Đời dành cho quê hương Hồng Ngự mang tên em. Sự ra đi của nhạc sĩ Thanh Tùng khiến nhiều nghệ sĩ đàn em bàng hoàng. Trước đó, hôm ngày 16 tháng 7, nhiều nghệ sĩ đã chung tay lên kế hoạch tổ chức đêm nhạc gây quỹ giúp đỡ nghệ sĩ Tô Thanh Tùng chữa bệnh. Đêm nhạc mang tên Thiên Thu với sự có mặt của Hồng Tơ, ca sĩ Chế Thanh, ca sĩ Hải Ngoại Ngọc Ánh, Dương Ngọc Thái, Quốc Đại dự kiến diễn ra vào ngày 30 tháng 7. Một thành viên trong ban tổ chức cho biết Thiên Thu vẫn diễn ra theo đúng lịch trình, toàn bộ số tiền thu được sẽ được chuyển cho người nhà nhạc sĩ. Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng sinh năm 1944 tại Hồng Ngự, Đồng Tháp. Ông là nhạc sĩ dòng nhạc vàng thế hệ đầu tiên của Việt Nam. Những sáng tác nổi tiếng của ông có thể kể đến như Ai Về Đồng Tháp, Giả Từ, Răng Câu, Hồng Ngự mang tên em, Tình Cây và Đất, Sao Anh Ở Đành Quên, Sài Gòn Về Đêm. Năm 2015, ông phát hiện mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Thời điểm được thông báo là lúc căn bệnh di căn đến gan và xương. Những ngày nằm viện, nhạc sĩ Tô Thanh Tùng gặp nhiều khó khăn về tài chính và được bạn bè, đồng nghiệp, các nghệ sĩ đàn em giúp đỡ. Khi chia sẻ với báo chí, ông không ngại kể đã từng là đại gia, sở hữu tiệm băng đĩa lớn nhất nhì ở thành phố Hồ Chí Minh bấy giờ. Nhưng những năm sau đó, công việc sa sút, nguồn thu chủ yếu của ông lúc về già là tiền tác quyền ca khúc. Ông sống một mình trong căn nhà nhỏ kể từ khi ly hôn. We'll be right back.